Chào mọi người. Trong cái tutorial ngắn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về một số cái cách thức để mà chúng ta export cái file video từ After Effects sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái việc chúng ta thực hiện các cái công việc cũng như là kỹ xảo trong After Effects thì chúng ta sẽ muốn export cái video ra từ After Effects. Thế thì cũng để giải đáp câu hỏi thắc mắc của một số bạn về cái việc làm sao để chúng ta export video từ After Effects ha. Thì đây là một cái tutorial khá là cơ bản thôi, dành cho các bạn nào chúng ta mới tiếp cận với After Effects. Thì một lần nữa thì các cái file thực hành cũng như là các cái đường link về các cái tài nguyên thì mình đều có chia sẻ trong phần mô tả của video, thì mong là các bạn sẽ tiếp tục like, share, subscribe để ủng hộ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào After Effects, và ví dụ mình có một cái composition như thế này, mình thực hiện một cái công việc gì đó, một cái hiệu ứng gì đó đúng không? Thì sau khi mà đã thực hiện xong cái cảnh quay kỹ xảo như này rồi thì mình sẽ muốn export cái composition này ra một cái video. Thì ở trong After Effects thì chúng ta sẽ có hai cái cách để chúng ta thực hiện export video từ trong After Effects. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái render queue ở bên trong After Effects để chúng ta render, và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ đưa nó qua cái một cái phần mềm cũng ở trong bộ Adobe, đó là Adobe Media Encoder. Thì cả hai cách này thì cũng đều có thể export video ra được, chỉ có điều là đối với việc chúng ta render bằng cái render queue ở trong After Effects thì chúng ta sẽ phải đợi cho cái render đó, cái công việc mà export video đó nó hoàn thành trước khi chúng ta có thể tiếp tục làm việc ở trong After Effects. Còn khi mà chúng ta đưa nó qua bên Adobe Media Encoder thì chúng ta có thể vừa export, chúng ta vừa làm việc tiếp ở trong After Effects. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sắp xếp nhiều cái tác vụ nó render lần lượt nha. Và chúng ta cũng có thể tạo những cái preset để chúng ta render. Thì ở đây thì cái cách đầu tiên chúng ta sẽ render bằng cái render queue ở trong After Effects. Thì ở đây mình sẽ vào phần composition và chúng ta sẽ bấm vào F render queue. Thì đơn giản như vậy thôi, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đưa chúng ta vào cái tab render queue ở bên đây. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái composition của chúng ta nó được sắp xếp, nó được queue vào trong cái danh sách để mà render. Ở đây thì chúng ta có thể bấm vào cái output module. Trong cái output module này thì chúng ta có thể chọn cái format dành cho cái video của chúng ta muốn. Thì ở đây có một cái điểm lưu ý là khi chúng ta sử dụng Media Encoder thì chúng ta có thể export ra cái định dạng là H264. Cái đuôi là MP4, đó là một cái định dạng video rất là phổ biến hiện nay và mình cũng rất là thích sử dụng cái định dạng này. Cái thứ hai nữa, còn ở trong render queue thì các bạn thấy là chúng ta cũng có một số cái định dạng ở đây, nhưng mà nó lại không có cái định dạng H264 đuôi file MP4 ở đây. Thì đó là một cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta export. Thế thì thường thì khi mà mình làm việc thì mình sẽ sử dụng cái render queue này để mà mình export ra những cái định dạng chuỗi hình nha, image sequence chẳng hạn như là JPEG sequence hoặc là PNG sequence. Thì những cái định dạng chuỗi hình này để rất là phù hợp để mà thực hiện một số cái kỹ xảo, có thể loại kỹ xảo nào đó. Và ngoài ra nữa thì khi mà chúng ta render ra cái định dạng chuỗi hình đó, thì trong quá trình render mà nhỡ mà cái composition của chúng ta hoặc là cái After Effects của chúng ta nó bị crash, nó bị hư, thì chúng ta render đến cái hình nào nó vẫn có cái hình đó, nó không có bị mất. Okay. Thì ở đây thì ở đây mình có một số cái chuỗi hình cho các bạn thấy. Thì ở đây là các bạn thấy là khi mà chúng ta render ra cái chuỗi hình đó thì mỗi cái hình ảnh này nó sẽ là một cái frame, nó sẽ là một cái hình ảnh. Và chúng ta render đến đâu thì nó sẽ ra đến cái hình ảnh đó, và chúng ta sẽ không lo là nếu mà có bị crash giữa chừng thì chúng ta không bị mất tất cả cái công sức mà chúng ta render nãy giờ, mà nó chỉ bị crash ngay thời điểm nào đó thì nó sẽ ngưng ở chỗ đó thôi. Còn nếu mà chúng ta render ra cái định dạng video thì nếu mà chúng ta crash giữa chừng thì coi như chúng ta mất toàn bộ công sức chúng ta render từ đầu đến giờ.
Rồi thì ở trong phần output module này thì các bạn chọn cái mask và các bạn có thể chọn cái kênh, hoặc là chúng ta chọn RGB hoặc là chúng ta chọn RGB alpha thì để bao gồm kênh alpha trong đây trong trường hợp cần thiết. Và các bạn cũng có thể resize lại cái video ở đây nếu chúng ta muốn render ra một cái định dạng nó nhỏ hơn thì chúng ta có thể đánh vào cái con số ở đây. Về phần audio thì chúng ta cũng thể chọn lựa những cái về bit bit rate, bit depth và các cái kênh của audio ở đây. Thì sau khi mà chúng ta đã chọn lựa các cái định dạng và chúng ta bấm vào một option để chúng ta tùy chỉnh các cái thông số của cái định dạng đó ở đây đó, thì ở đây mình sẽ không đi sâu vào từng cái định dạng vì nó cũng rất là nhiều. Mình chỉ giới thiệu các bạn cái H264 thôi. Thì sau khi chúng ta chọn lựa xong chúng ta sẽ bấm OK, và sau đó chúng ta sẽ qua cái phần ở đây thì ở cái phần Page Setting ở đây các bạn cũng lâu lâu các bạn nên check vào cái ô này và các bạn chọn kiểm tra xem là cái quality ở đây có phải là best hay không, hay là chúng ta đang vô tình chọn cái draft ở đây thì mình cũng nhiều lúc mình bị quên đó, thì nó sẽ vô tình nó để cái mục là draft thì cái chất lượng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Hoặc là ở cái mục resolution, ví dụ đang ở trong cái com á, thì chúng ta đang làm việc chúng ta giảm cái resolution xuống để cho nó nhanh á, thì trong quá trình render chúng ta lại quên set lại đó, thì ở trong cái mục resolution này thì nhiều khi nó đang chọn là hát hay gì đó thì cái chất lượng cái kích thước nó sẽ giảm xuống. Các bạn thấy ở đây nó mở ngoặc ra nè, 1920 1080 đúng không, nó mở ngoặc ra 640 360, tức là nó cái kích thước render ra nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta phải kiểm tra cho kỹ là nó có đang là full và cái quality là best hay chưa. Chúng ta kiểm tra cái đó. Và ở cái ô output tool thì chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn ở trong cái máy tính của chúng ta đặt cái tên cho nó và chúng ta sẽ bấm save thì nó sẽ ghi cái đường dẫn đó vào đây cho chúng ta. Và sau khi chúng ta xong xuôi hết rồi chúng ta chỉ việc bấm render để mà cái từ khoản render cho chúng ta ha. Thì ở trong cái ô render queue, cái chức năng render queue của After Effects thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ đi sang cái bước thứ hai, cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ render bằng Adobe Media Encoder. Để làm việc đó thì chúng ta cũng vào một composition và chúng ta bấm vào cái Add to Adobe Media Encoder Queue. Thì After Effects nó sẽ tự động nó phóng cái phần mềm mà Adobe Media Encoder lên. Thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta cài đặt các cái phần mềm Adobe và nếu mà chúng ta muốn liên kết giữa các phần mềm với nhau, chẳng hạn như là After Effects muốn render ở trong Media Encoder thì các bạn phải cài đặt chung một cái phiên bản được chưa? Chẳng hạn như là đều là 2021 hoặc là đều là 2022 thì nó mới liên kết với nhau được. Đó là một cái lưu ý cho các bạn. Rồi thì đây là cái phần mềm Adobe Media Encoder và các bạn thấy là khi mà chúng ta đã add to Adobe Media Encoder Queue đó thì nó sẽ xuất hiện ở bên cái cửa sổ Queue ở trong cái phần mềm Adobe Media Encoder này. Và trong cái mục render này đó thì các bạn sẽ có thể lựa chọn cái format đúng không? Lựa chọn những cái preset mà chúng ta đã set sẵn hoặc là chúng ta cũng có thể chọn cái đường dẫn đến cái thư mục mà chúng ta muốn render giống như là trong render queue. Và như mình nói là nếu mà sử dụng Media Encoder thì các bạn có thể chọn lựa cái định dạng H264, cái codec H264 để mà ra cái đuôi file là MP4, đó là cái định dạng phổ biến, rất là phổ biến hiện nay dành cho các cái video ở trên YouTube chẳng hạn. Thế thì các bạn có thể bấm vào cái mục đầu tiên có cái chữ H264 này. Thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái ô setting, export setting. Và trong ô này thì các bạn có thể chọn cái format đúng không? Thì các bạn thấy là nếu sử dụng Media Encoder chúng ta sẽ có rất là nhiều định dạng, nhiều hơn ở trong render queue. Và ở đây thì các bạn có thể chọn cái H264 là cái mà chúng ta muốn nè. Okay. Trong phần preset thì các bạn thấy là chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều preset mà Media Encoder nó có sẵn cho chúng ta. Và trong đó thì các bạn thấy phía dưới này chúng ta có một số cái định dạng dành cho các cái mạng xã hội chẳng hạn như là YouTube nè,
YouTube 720 hoặc YouTube 1.0 hay YouTube 4K đúng không? Thì ở đây là nó đã có sẵn các cái setting để cho chúng ta có thể export các cái video dành cho YouTube. Thì các bạn chỉ cần chọn cái preset như thế này thì nó sẽ tự nó set cho chúng ta hết các cái thông số phía dưới, chúng ta không cần phải quan tâm gì. Còn nếu mà ví dụ các bạn muốn tự mình tùy chỉnh các cái thông số để mà phù hợp với các tiêu chuẩn của YouTube thì các bạn có thể lên Google, các bạn search cái YouTube recommendation, YouTube bit recommendation thì nó sẽ ra cho các bạn một cái trang. Yeah. Thì cái này mình tìm bằng cách là mình đánh vào cái keyword là YouTube video bitrate recommendation thì nó sẽ ra cái mục đầu tiên này chúng ta vào. Và trong cái mục này thì nó sẽ quy định chúng ta các cái định dạng file mà như bạn thấy là ưu tiên chúng ta sử dụng codec H264, container DUI file MP4 đúng không? Audio codec AAC đúng không? Và đây quan trọng là trong cái mục bitrate. Trong cái mục bitrate này thì các bạn mở ra các bạn sẽ thấy nó có những cái ô nó quy định cho chúng ta cái bitrate dành riêng cho từng cái video video 360p thì bao nhiêu bitrate, rồi 720p thì bao nhiêu, 1.0 thì bao nhiêu, dành cho từng cái loại frame rate của mình. Frame rate càng cao thì cái bitrate tất nhiên nó cũng sẽ cao hơn. Thì các bạn nếu mà muốn tự tùy chỉnh thì các bạn theo cái bảng này để mà chúng ta tùy chỉnh cái video của chúng ta khi chúng ta export. Còn không thì như mình nói thì các bạn có thể lựa chọn các cái preset có sẵn của Media Encoder ở đây ha. Rồi thì ví dụ ở đây chúng ta có thể tự tùy chỉnh. Cái thứ nhất là chúng ta xuống cái phần video ở đây nè, các bạn thấy là cái mục đầu tiên là chúng ta có Basic Video Setting. Thì trong cái mục này chúng ta có thể quy định cái gì, cái kích thước, chiều ngang và chiều dọc của video của chúng ta. Chúng ta có thể đánh vào một con số khác, chẳng hạn mình có thể giảm nó xuống thành tầm 800 gì đó. Thì các bạn thấy nó sẽ tự động nó resize lại cho chúng ta ha. Tại vì chúng ta đã bấm check cái đường link kết nối giữa hai cái tỷ lệ ngang dọc, cho nên chúng ta thay đổi một cái thông số chiều ngang, nó sẽ tự động thay đổi thông số chiều dọc. Chúng ta cũng có thể thay đổi cái frame rate, chúng ta có thể đo nó thành 25 chẳng hạn. Thì đó là cái phần basic video setting. Tiếp theo nữa thì trong chúng ta sẽ xuống cái phần quan trọng nhất, đó là cái bitrate setting. Trong phần bitrate setting này chúng ta sẽ quy định cái gì, cái bitrate mà như mình nói là thì YouTube nó có quy định cho chúng ta ở đây hết. Chúng ta có thể theo cái này để chúng ta render. Thì ở đây ví dụ chúng ta theo cái quy định của YouTube là 1080 đúng không? Video 1.0.1.0 thì dành cho frame rate 25 thì chúng ta sẽ tối thiểu là 10 megabit giây, recommend là 10 megabit giây. Thì chúng ta sẽ xuống cái phần target bitrate và chúng ta như bạn thấy, nếu chúng ta đánh vào số 10 thì chúng ta theo đúng cái chuẩn của YouTube. Nhưng mà tất nhiên thì đây là cái recommend thôi, còn tất nhiên là chúng ta muốn cái video chúng ta đẹp hơn thì chúng ta hãy tăng cái bitrate này lên. Thì ở đây ví dụ mình tăng lên khoảng 30 đi. Thì ở đây thì khi mà chúng ta tăng cái bitrate lên thì cái quan trọng là làm sao chúng ta biết cái kích thước của cái video cuối cùng của mình nó là bao nhiêu đúng không, để chúng ta còn biết là nó có to hay nhỏ hay là có quá to hay không. Thế thì để canh cái đó thì chúng ta sẽ nhìn xuống cái mục estimated file size ở đây. Hiện tại nó là nó đang dự tính cái kích thước file chúng ta đó là 10 MB sau khi render xong. Thì chúng ta nhìn vào cái ô này chúng ta sẽ biết là cái file chúng ta cái kích thước cuối cùng nó sẽ là khoảng bao nhiêu. Thì chẳng hạn đây khi mà mình tăng cái bitrate này lên thì các bạn thấy là cái estimate file size chúng ta sẽ thay đổi, nó sẽ tăng cái kích thước file chúng ta lên đúng không? Đấy, thì chúng ta phải cân nhắc giữa cái việc là cái bitrate chúng ta cũng như là cái kích thước file. Và ở cái mục là bitrate encoding này thì trước khi chúng ta bấm vào nó sẽ có cái CVR là đang chọn mặc định này, và cái VBA mục pass và VBA high pass. Thì cái CVR tức là nó viết tắt cho cái constant bitrate, tức là cái bitrate của chúng ta nó sẽ giữ nguyên từ đầu đến cuối cái video. Tức là ví dụ ở đây chúng ta chọn là 30 megabit một giây thì chúng ta sẽ tự động cuối frame nào thì cái video encoder nó cũng sẽ gán vào cái hình ảnh chúng ta một cái lượng bitrate là 30 megabit một giây đúng không?
Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái video mà nó có cái lượng bitrate rất là đều từ đầu đến cuối, và cái kích thước file thì nó dự tính sẽ ra chính xác hơn, nhưng mà chưa. Nhưng mà ở đây thì có một vấn đề, đó là ví dụ với những cái video phức tạp, có những cái cảnh mà nhiều chi tiết đúng không, chẳng hạn như người qua lại hay xe cộ đi lại như này, thì các bạn thấy là với một cái video chi tiết như này đó thì chúng ta sẽ cần, đôi lúc có những chỗ nhiều chi tiết hơn thì chúng ta sẽ cần cái bitrate nhiều hơn ở những cái frame khác, những cái frame mà nó đơn giản thì không có nhiều xe cộ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần cái lượng bitrate nhỏ hơn đó. Thì như vậy chúng ta không không nên chọn cái loại bitrate cố định từ đầu đến cuối, mà chúng ta nên chọn cái VBA. Cho VBA tức là viết tắt cho variable bitrate, tức là cái bitrate nó sẽ thay đổi, và cái phần mềm nó sẽ tự quyết định xem là cái lúc nào là chúng ta cái frame nào, cái hình ảnh nào nó phức tạp thì nó sẽ gán nhiều cái bitrate vào hơn, còn cái hình ảnh nào đơn giản ít chi tiết thì nó sẽ gán ít bitrate lại đó. Thì đó là cái mà mình khuyến khích các bạn nên dùng. Thì ở đây thì VBA nó sẽ chia ra là một cái là một pass, một cái là hai pass. Thì hai pass thì khi mà chúng ta render xong khi chúng ta render xong thì nó sẽ đi thêm một lần nữa, nó sẽ đi thêm một lần nữa, nó đại khái là nó sẽ tính toán lại một lần nữa để nó ra được cái hình ảnh cái chất lượng tốt hơn. Thế thì như các bạn thấy thì cái gì á, chúng ta làm hai lần thì nó cũng sẽ tốt hơn một lần đúng không? Đó, thế thì cái hai pass này thì dành cho những trường hợp ví dụ mà các bạn có những video mà các bạn muốn chất lượng nó tốt hơn, hoặc là những video có nhiều chuyển động, có nhiều chi tiết, nhiều màu sắc, thì mình đề xuất các bạn dùng VBA 2 pass. Còn nếu mà các video mà các bạn thấy chất lượng không cần quá cao, hoặc là hình ảnh đơn giản, thì chúng ta sẽ dùng VBA 1 pass là khá ok rồi. Tại vì nếu chúng ta dùng 2 pass thì thời gian render nó cũng sẽ lâu hơn. Rồi thì khi mà chúng ta dùng VBA 2 pass thì các bạn thấy nó sẽ có thêm một cái tùy chỉnh là target bitrate và maximum bitrate. Thì cái target bitrate tức là cái bitrate mà chúng ta muốn hướng tới, thực ra tức là mình muốn cái video chúng ta trung bình nó sẽ khoảng 30 megabit một giây. Còn cái maximum bitrate tức là như mình nói, với những cái frame mà nó phức tạp nhiều chi tiết thì phần mềm nó có thể tăng giảm cái lượng bitrate tùy theo cái cách tính toán của nó. Thế thì ở đây ví dụ cái lượng maximum bitrate chúng ta có thể tăng lên một tí, chẳng hạn như là 50. Thì cái target mình là 30 đúng không? Tức là mình muốn trung bình là khoảng 30 megabit một giây. Nhưng mà nếu chỗ nào phức tạp thì mình có thể cho phép nó tăng lên đến tối đa là 50 megabit một giây. Thì đó là cái ý nghĩa của hai cái thông số này thôi. Đấy. Rồi, thế thì ở đây thì đi qua một số bước như vậy để các bạn thấy cái setting trong cái codec H264 là cái codec phổ biến nhất của chúng ta. Ở cái mục keyframe này thì thực ra nó là liên quan đến cái cách mà cái codec này nó encode cái video của mình. Thì cái keyframe là những cái frame chính, mà từ đó nó sẽ diễn giải những cái frame phụ ra để mà nó nén cái video của chúng ta lại. Thì đại khái là như vậy. Thì cái khoảng cách giữa các cái keyframe này tất nhiên là nếu mà nó nhỏ thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Còn nếu mà cái khoảng cách mà nó lớn quá thì có thể là giữa các frame đó cái phần mềm nó diễn giải frame nó không có được chính xác, không có đẹp. Thế thì thực ra nó cũng không có tác động mấy, nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể giảm cái lượng keyframe distance này xuống. Cái mục cuối cùng đó là cái yield maximum render quality. Cái mục này khi mà các bạn check vào đó thì nó sẽ rất có ích trong những cái trường hợp là cái video các bạn nó có cái sự scale. Tức là sao? Tức là ví dụ ở trong cái project của mình thì cái footage gốc của mình hiện tại là 4K này. Các bạn thấy ở đây là 3840 2160 đúng không? Thì nhưng mà khi mình đưa vào cái con của mình thì cái con của mình chỉ là 1920 1080 thôi. Thế thì rõ ràng là mình đã scale cái video của mình xuống 50%. Các bạn thấy cái kích thước gốc của nó phải là 100%, nó to như thế này. Được chưa? Nhưng mà ở đây thì mình scale nó xuống 50% để nó vừa với cái con HD, Full HD của mình. Thế thì khi mà phần mềm nó chúng ta thực hiện cái công đoạn scale đó, thì phần mềm nó sẽ thực hiện cái công đoạn là nó diễn giải các cái pixel ở trong cái hình ảnh chúng ta, nó gọi là interpolation. Thế thì khi mà diễn giải như vậy đó thì
để cho cái chất lượng của những cái công việc interpolation đó nó tốt nhất, thì chúng ta sẽ check vào cái ô yield maximum render quality này, được chưa? À, thì cái này thì tóm lại là chỉ áp dụng trong những trường hợp mà trong cái video, trong cái con của các bạn á, có những cái video, những hình ảnh các bạn scale to lên hoặc là scale nhỏ xuống, mà nó yêu cầu cái interpolation, thì chúng ta mới check vào ô này. Thì khi check vào ô này, nó sẽ cố gắng đạt được cái chất lượng cao nhất đối với những cái hình ảnh nào bị scale to hoặc scale nhỏ, được chưa? Còn nếu mà ví dụ trong cái con các bạn không có scale gì hết thì mình nghĩ là cũng không nên check vào cái ô này, tại vì khi check vào cái ô này đó thì thời gian render nó sẽ gia tăng khá nhiều, thì mình cũng cảnh báo các bạn như vậy. Rồi thì sau khi chúng ta setting tất cả những cái này xong đấy, và các bạn nhớ check vào cả cái ô export video và export audio trên đây, tại vì nhiều khi chúng ta quên, các bạn quên check vào cái ô export audio, mình cũng bị mấy lần, thì khi mà render ra chúng ta không có tiếng, video không có tiếng đó, thì đó là cái mà chúng ta không muốn, cho nên nhớ là check cả vào cái ô export audio ở đây. Sau khi xong tất cả mọi thứ thì chúng ta chỉ việc bấm ok, chúng ta quay lại cái màn hình chính. Một cái điểm nữa đó là mình sẽ quay lại cái export setting, tức là sau khi chúng ta set tất cả những cái này xong, mà nếu các bạn muốn dùng cái những cái setting này cho những cái dự án sau, thì những cái video clip mà các bạn muốn render sau này, thì các bạn sẽ luôn nó thành một cái preset. Thì ở đây ví dụ các bạn sẽ bấm vào, các bạn lên cái mục preset như này, các bạn bấm vào cái icon là save preset này, và các bạn đặt cái tên cho nó, đúng không, là test preset chẳng hạn. Check vào save effect setting và save public setting, sau đó các bạn bấm ok. Đúng không, bấm ok rồi bấm ok, thì sau này á, cái preset đó nó sẽ nằm ở trong cái cột preset này, các bạn bấm vào thì nó sẽ nằm bên đây. Và chúng ta muốn sử dụng cái preset nào thì chúng ta chỉ việc chọn cái preset đó, thì nó sẽ áp dụng tất cả những cái setting mà chúng ta đã áp dụng trước đây vào cái video này, sẽ nó nhanh hơn rất nhiều, chúng ta không cần phải tùy chỉnh mỗi lần như vậy, chúng ta đều tùy chỉnh hết. Thì ví dụ các bạn muốn export cho nội dung YouTube của các bạn đó, thì các bạn cứ set sẵn hết một lần thôi, sau đó những lần sau các bạn lưu cái file preset này, lưu cái preset đó lại, và các bạn chỉ việc load nó ra thôi nhé. Rồi thì sau khi xong thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút mũi tên màu xanh này để mà chúng ta bắt đầu render. Và sau khi xong thì nó sẽ có một cái dấu tích màu xanh này cho chúng ta biết là chúng ta đã render xong. Rồi, thế thì cái tutorial ngắn hôm nay kết thúc ở đây ha, thì chỉ là một số cái giới thiệu rất là ngắn để cho các bạn biết một số cái cách thức để chúng ta export video từ trong After Effects bằng Render Queue cũng như là bằng Adobe Media Encoder. Thì mình đề xuất là các bạn nên sử dụng Media Encoder để mà render chính, tại vì trong lúc chúng ta render chúng ta có thể làm việc ha. Chúng ta có thể làm việc trong After Effects, và chúng ta có thể tạo preset, chúng ta có thể sắp xếp xếp hàng các cái video để render lần lượt, mà chúng ta không có phải đợi, chúng ta vẫn có thể làm việc trong After Effects. Còn trong Render Queue thì mình đề xuất là các bạn dùng để mà render các cái image sequence hoặc là một số cái hình ảnh tĩnh để chúng ta áp dụng cho một số cái hiệu ứng, thì đó là cái mà trong quá trình làm việc mình hay sử dụng. Rồi, thì hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn trong cái quá trình các bạn làm việc. Và một lần nữa thì các cái tài nguyên mình đều có bao gồm ở trong phần mô tả của video, các bạn có thể xuống để download. Và rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe để mình có thêm cảm hứng xây dựng thêm nhiều video hơn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.